Bảo giỏi ghê á. Ở nhà làm được việc gì phụ mẹ Bảo? Dạ. Ở nhà con làm cái công việc gì con phụ mẹ? Giữ em. Giữ em, làm gì nữa? Cho mẹ vợ. Dạ. Nặng một thùng lục bình nha, được 200. Anh thấy gì á, cộng lục bình nha, xìu anh Hậu. Dạ, nước đó chị. Dạ. Nhưng mà bơi nó cực quá đi. Lúc tuổi đó đi học rồi. Ngày xưa em mặn giỏi lắm hả chị? Ôi, nãy giờ bơi qua một cái đoạn đó đó cô bác quý anh chị rất là vất vả luôn. Và hai chú cháu thì nãy giờ lùi hụi mới qua được một khúc thôi, còn một khúc đằng kia nữa. Con bơi quen rồi hả? Dạ. Bình phải không? Con tên Bình phải không? Bảo. Bảo. Bảo học lớp mấy rồi Bảo? Lớp 3. Con học có bằng loại giỏi đó, có giấy khen đó phải không? Dạ. Con có 6 anh em đó phải không Bảo? Dạ. Ủa, con biết bơi từ nào mà con giỏi vậy? Con lúc đó lúc con 7 tuổi. 7 tuổi hả? Dạ. Con biết lội? Biết lội lúc mấy tuổi? Cũng nhiều lắm chú ơi. Con lấy cáp hàn, con cột, con dây hai cái. Ừ. Con lội, biết lội, buông ra lội luôn. Buông ra lội luôn. Dạ. Buông ra chứ gì buông. Bảo giỏi ghê á. Ở nhà làm được việc gì phụ mẹ Bảo? Dạ. Ở nhà con làm cái công việc gì con phụ mẹ? Giữ em. Giữ em, để làm gì nữa? Cho mẹ vợ. Hả? Cho mẹ vợ, con giữ em. À, có nấu cơm được không ta? Ôi ở đây cá nhiều quá Bảo. Dạ. Cá gì Bảo? Có con khí thôi, cái mày dinh. Con có giăng lưới không? Dạ có chú, không dính đâu chú ơi. Sao không dính? Nó ở trong nước không à. À Bảo phải thương chú không? Ừ. Biết chú tên gì không? Hồ. Tên Hồ hả? Gặp chú mấy lần rồi? 3 lần. Hôm trước Tết chú có lì xì không ta? Có. Được nhiêu rồi, quên rồi. À, cái trăm đó làm cái gì? Đưa mẹ mua đồ ăn. Đưa mẹ mua đồ ăn. Ủa sao con không xài? Hả? Sao con không lấy mua bánh ăn mà đưa mẹ mua đồ ăn? Hả? Dạ. Sao con lấy mua bánh ăn đi? Ăn trước. Sao vậy? Chào chị Trên. Ủa bây giờ vô hả chị? Bây giờ đi vô hả? Dạ, chị chừng nào cân thì cân cho người ta cũng được hết á. Dạ. Người ta đang đợi mình cân hay gì chị? Dạ, dạ. Ở vậy mình đi vô đi. Mình chưa đầy bó. Chưa đầy bó ha. Dạ, dạ. Cảm ơn cái sỏ đi vô, cái đi cân từ từ. À. Ồ, mấy đứa bé đó là con của ai chị? Con của anh Hầu. À, con chị Năm có cái nhà đó hả? Dạ, dạ. Ôi, mấy đứa bé giỏi dữ trời. Gặp Bảo giỏi lắm rồi cô bác anh chị. Mạnh hơn chú Hồ nè, chú Bùi Hồ luôn Bảo. Chắc chai khát nước quá rồi. Ồ biết đứng qua lắc lại đặng cho chiếc xuồng nó chen vô nè. Trời trời. Ôi. Đó, đẩy chiếc xuồng, cái chân lắc qua lắc lại để cho chiếc xuồng nó sự ghẻ lục bình đó. Trời ơi, mà sáng giờ chị được nhiêu ký rồi? Cái thùng này cũng 200 ký anh Hậu à. 200 ký, 1 ký 6 ngàn. 1 ký có 400 à. Ủa, 600, 400 hả? Dạ. 4 x 2 là được 80 ngàn. Dạ. Trời ơi, 80 ngàn nguyên ngày nay hả chị Trên? Dạ. Đi lúc 3 giờ á anh. Đó, 80 ngàn hả cô bác của anh chị? 80 ngàn đối với chị Trên cũng như cô chú ở đây là một cái số tiền cực kỳ lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Tại vì nó đánh đổi bằng 12 tiếng làm việc không nghỉ, phải giăng nắng. Tay thì luôn dầm ở dưới nước, đến nỗi là tay của chị Trên giống có thể bị nước ăn luôn á. Nước ăn không chị Trên?
Rồi hai chú cháu mình ở đây chừng nào mà dì Bảy vô, mày hai chú cháu mình vô nha. Dạ. Lát nữa em qua xuồng của chị đi vô luôn được không? Được anh. Ờ, có chồng đi rồi có một thêm một người phụ nữa. Có chồng đồng nghiệp chứ bà mẹ anh hầu nào mẹ khóc lên khóc xuống vậy. Thì ở chung với mẹ luôn mà chứ có bỏ mẹ đâu. Ờ, xuồng của chị không có cây dù rồi sao chị Trên? Mình cái dù này nếu mà gió mạnh quá nó lên nó lật cái xuồng luôn à. À. Bị xuồng mình nó lật á anh hầu. Dạ. Mình đâu có dám chơi dù đâu. Dạ. Mình chặt nắng vậy em đi 3 giờ mình chặt như trời mát ra tới sáng mình được cũng 2-3 bó đi. Ừ. Bây giờ này mình chặt lấy gai. Nắng quá. Từ 3 giờ đến sáng là được mấy bó? 3 giờ tới sáng được 4 bó. 4 bó. Dạ. Chú cũng khát nước quá Bảo ơi. Hai chú cháu mình uống ha. Cái nước ở chừng nó bị kín á. Không sao đâu. Trà đường hả? Dạ. Rồi, trà đường càng khát nước nữa. Ở miền Tây trà đường là một cái món rất là đặc trưng á. Dạ. Uống trà đường rồi khát nước rồi sao chị? Ra uống đó, có nước đá nó đỡ một chút, bị mình mặn nắng như mình tụt máu hoài đó, tụt áp hoài đó anh Hồ. Dạ. Rồi bác sĩ kêu mình phải chăm trà đường uống. Ừ. Bữa ngày hôm qua kìa, em chặt về rồi, không nó ói rồi đầu cái ha, mấy anh bác sĩ anh kêu phải quậy trà đường bỏ heo uống đi. Chặt về rồi ói luôn. Dạ. Nó bị tuột máu ha. Dạ. Trà đường uống gì nó thẻ mình chút. Con uống trước đi Bảo. Con uống trước đi. Thôi chú không, ít uống trà đường lắm. Biết nhường cho chú uống trước luôn trời. Chú uống hết rồi sao con uống? Con còn bên anh cơm. Hả? Anh con còn, bên anh con còn. Bên anh con còn. Anh Hậu ơi. Mà thấy thương thiệt. Kiếm cái nghề gì cho làm cho có tiền chi chút xíu chị Tinh Trên? Có nghề gì vậy anh Hậu? Em hỏi anh gì chứ mình không có cái giấy gì mà đi mặn cái công ty công teo gì hết, làm sao anh đi? Bây giờ anh dặm lúa anh không biết dặm, anh lên dặm của người ta cũng đâu có được đâu anh Hậu. Sao hả chị? Không biết dặm lúa hả? Dạ. Người ta như người ta mướn những cái người mà ta gành từ nào giờ người ta biết dặm lúa đó anh Hậu. Tại vì những người đó ta biết mướn, còn như mình không biết dặm người ta đâu có mướn đâu. Rồi mằng cỏ. Mằng cỏ mình đâu có biết rồi. Không biết mằng cỏ hả? Dạ, không biết luôn. Ừ. Bởi người ta đâu có mướn mình chặt lục bình. Chị sống ở dưới nước quen rồi mà. Dạ. Xa nước buồn hay chị Trên ha? Dạ. Ở đây hồi chút xíu hai chú cháu sức mồ hôi đừng nè. Bây giờ hạ nắng bớt rồi, lúc 12 giờ kìa. Trời chiều sao nổi trời. Tuyệt luôn. Thì lúc đó cắt nổi không chị? Em mất ngồi nghỉ một chút. Bó vậy là ước lượng khoảng nhiêu ký gì Trên? Bó vậy là khi 15 ký có 20 có không chừng không vậy đó anh Hồ ơi, mình nhắm không được. Tùy theo cây bự cây nhỏ nữa. Dạ. Cắt một bó gì cũng nhiều, cũng đâu có tiếng đồng hồ đâu, đơn giản đâu. Dạ. Cắt vậy là mấy ngày sau người ta mới trả tiền? À, cắt gì đó mỗi bữa thì chị em ta thu hoạch đưa tiền cho mình. Mỗi bữa thì mình mới có tiền mua thức ăn này kia nọ ăn. Là chút xíu người ta có trả tiền cho mình không chị? Có. Có luôn hả? Dạ. Hôm ngày lục bình này chị cắt được mấy ngày rồi? 2 ngày rồi chưa? Em mới cắt được có 2 ngày nay à.
Còn cái này là hả, bị nó ngạt nó mình ra gấp không được. Một cái nghề rất là cực, đó là một cái nghề mà cô bác của anh chị không nghĩ, đó là cắt lục bình. Khi ước chừng giá tiền mỗi một ngày như thế thì cao nhất là khoảng 150.000 đồng cho 12 tiếng lao động. Để làm những ra cái sản phẩm mỹ nghệ như là ghế nè, rồi gỗ hoặc là những cái túi xách đắt tiền. Thì không biết là cô bác của anh chị xem clip này nghĩ sao khi mà những cộng lục bình được cắt lên rồi mướn đan thì cũng không có bao nhiêu tiền hết á. Nhưng mà các cô chú này khi mà làm thành phẩm thì bán giá cực kỳ cao và cực kỳ đắt luôn. Nó gấp khoảng 100 lần so với giá bình thường như thế này. Thì những người lao động mà chân tay như thế này đó thì rất là cực. Như chị Trân có chia sẻ là cô chú anh chị ở đây từ xóm Việt Kiều Campuchia trở về thì chủ yếu là sống theo cái nghề nước, sông nước thôi. Chứ lên bờ thì cây lúa hay là mần cỏ thì cũng không có gành lắm, hả chị? Dạ. Yeah. Mần cỏ, cây lúa anh đâu có biết luôn. Ủa mấy anh trên đó câu cá hả chị? Câu cá anh. Thiết nữa con biết câu không? Bảo được nhiêu ký bao? 24 ký. Dạ. Bữa nay ăn cơm cái gì? Khô. Khô gì? Khô cá tra. Khô cá tra. Dạ. Ăn được mấy chén cơm bao? 2 chén. 2 chén cơm. Bữa sao ngất vậy? Vô đồng ăn chú về nhà ăn cơm cơm. Ờ con ở đây hồi sáng giờ luôn hả? Dạ. Bữa nay thứ bảy chủ nhật là đi theo gì? Dạ, thứ hai đi học. Ngày ăn ngon nhất của con là con ăn với gì? Canh chua. Canh chua cá gì? Cá gì cũng được chứ chú ơi. Những có cá là ăn được rồi. Dạ. Có khi nào ăn cơm với muối không? Có. Nhiều không con? Hồi sáng giờ con bưng với Bảo cắt hả? Con cắt bằng mềm. Còn Bảo? Bảo cắt với anh hả? À, mình nên con được nhiêu á hả? Dạ. Như đây là khoảng nhiêu tiền? Con không biết luôn. Dạ hả? Con thứ mấy? Thứ ba. Con trời ơi trời. Bây giờ vô căn hả con? Dạ. Căn người ta trả tiền cho mình liền không? Bây giờ mình với lại chị Trên, với lại Bảo, với lại anh của Bảo đi vô căn để coi cái thành quả như thế nào rồi. Hay là hai chú cháu mình đi vô luôn Bảo? Vô luôn chú ơi. Vô thôi. Hôm nay mới gặp cái cảnh mà chị Trên cắt lục bình á. Dạ. Đi 3 giờ mới cắt được thớm gì đó, trời nắng mà gắt mình thả bớt mớ rồi. Thế mình đâu có dám xiết nhiều, xiết nhiều hết nắng chịu nổi. Rồi có buồn ngủ không chị? Không đâu, buồn ngủ làm sao mà chặt được. Dạ. Dạ. Em bơi còn không nổi á. Mỗi lần căn bên đó đó rồi cái ông lục bình quá ngạt em bơi không có nổi. Rồi cái chị lục bình chứ nó thôi đây ngang qua đây luôn đi. 12 tiếng mà được có mấy chục ngàn à? Dạ. Cực gì buồn dữ không chị Trân? Có buồn gì cũng vui anh Hồ ơi. Cũng vui hả? Dạ. Chứ hoàn cảnh nghèo mà cực mà buồn nữa làm sao mà mặn ăn đi. Miễn mình cực mình có sức khỏe mình mặn ăn lai gai gì cũng là vui rồi. À, hôm nay thì mình nặng cơm với đem cơm gì ăn ta?
Mẹ bá mua tép biển rồi một hai gram gì kìa, bá cháy bỏ theo cho ăn. Cái tay của chị kìa, chị cho em coi coi cái tay của chị nó trắng sát hết à, hết à. Dạ. Một xuồng lục bình nó rất nặng luôn á chứ không nhẹ đâu. Dạ. Yeah. Nặng. Một xuồng lục bình nha, được 200 anh thấy gì á, cộng lục bình nha xìu anh Hậu ơi. Dạ nước á chị. Dạ. Yeah. Nhưng mà bơi nó cực quá đi. Dạ. Yeah. Tao mướn chị mình làm ngày 200 ngàn chị chịu không? Muốn làm gì giờ chúng hàng vậy đây, thằng không biết chạy xe nữa. Không biết chạy xe hả? Dạ xe đạp chạy còn không được. À, không đi xe đạp được luôn, ai chở chị? Có mấy đứa nhỏ là chở nè, mầm thì nó chở. Ừ. Ôi cái cảnh này nhìn đẹp lắm. Dạ. Nhưng mà cực vô cùng. Cái cảnh này chắc khoảng vài chục năm sau thì chắc có lẽ là cô bác của anh chị sẽ khoảng hơn 10 năm sau này sẽ không còn thấy được nữa với những hình ảnh người phụ nữ lao động ở miền Tây như thế này. Yeah. Em thích chị trên là nói gì cũng gửi được à. Tiếp bảy ơi. Đúc cái dầm như này nè, thử ra, thử hai bên bên nè. Nặng không chị Trên? Cũng nặng vậy á anh Hồ. Nãy em bơi cái tay của em là muốn liệt luôn á. Bảo nó bơi ngoài sau, bơi ngoài trước. Tiếp bảy ơi, tiếp bảy ơi, bảy bơi tiếp luôn kìa. Thương một người phụ nữ đúng không cô bác anh chị? Một người phụ nữ miền Tây mà nhiều năm sinh sống ở Campuchia rồi, nay trở về lại quê thì làm cái công việc mà phải nói là mình không nghĩ là có nhiều cô chú nói là không nghĩ đến thế kỷ thứ 21 này với giá trị của đồng tiền rẻ mạt như thế này, thì một ngày như thế chị làm chỉ khoảng 80.000 đồng, tương ứng với khoảng ở thị trấn thì nó khoảng 2 tô phở. Trong vòng thưởng thức trong vòng 30 phút mà chị lại lao động 13 tiếng đồng hồ. Bao giờ cái mũi hay bị đẩy chứ tớ. Đừng cho Bảo thoát, cho Bảo ơi. Khỏe rồi. Chị nhỏ hơn cái xuồng lục bình đó. Bây giờ thì mình sẽ xem chị Trên với lại anh ba của Bảo bán được bao nhiêu tiền sau một ngày lao động rất là cực nha cô bác anh chị. Ủa vậy là chị ba vô rồi. Dạ chị ba vô căn. Cái cảnh ở sông nước thì các bé nó bơi như thế này là một chuyện khá là bình thường. Và đối với nó thuần thục chẳng khác nào là chạy xe trên bờ vậy á. Nãy em bơi ra là mỏi tay lắm á. Bơi vô cái gì mà bơi ra cái gì, về bằng đêm là nhức hai cánh tay. Nhức hả chị? Nhức. Rồi sao? Nhức chị có mua thuốc uống không? Có. Ngày mai nghỉ làm bữa được không? Nghỉ
cái cây cái đụng rồi báo. Bảo nó bơi giỏi hơn em nữa. Em yếu hơn nó nữa. Em biết lỗi không? Dạ biết. Biết rồi, tôi không biết cấm nhận nước thuộc. Nhỏ đó lội 2-3 năm nay rồi, nhỏ lớn đó. Em nói lội hồi 7 tuổi mà. Nó lội giỏi mà. Lội cột biết trên miên. Biết là trên miên luôn hả? Nhớ nhớ hồi trên miên hồi nhỏ mình sống sao không? Dạ, chị mang khẩu trang rồi, không ai thấy chị đâu. Dạ, nay bán được nhiêu chị bán? Ồ, bao nhiêu ký á? Chị ba 300 mấy chục ký à? 2 xuồng. Là anh ba với chị ba luôn? Dạ. Cái này ký được nhiêu chị? 400. Năm nay lên được 400 rồi, năm ngoái mua có 200 à. Trời. Mình khô rẻ thì mua rẻ. Dạ. Nào rẻ thì mua rẻ, mắc mua mắc. Cho em cái miếng nước, có nước lạnh không anh? Có nước lạnh. À. Quá kháng nước rồi. Bảo ơi, Bảo, dạ, Bảo, dạ, Bảo. Chị Bảy mà chị Bảy không mua nước ngon gì đãi hết trơn á. Em uống gì luôn hả? Có đồ gót không ta? Không, uống đại đi. À. Bó khoảng nhiêu ký vậy? Tùy theo, 20 mấy, 30 mấy cũng có. Ừ, 25, 27 có. Ừ. Cái này không nó... có bao bó nào được 30 ký hết á. Có người nào bự thì được 30 ký, còn người nói thì mấy này nó 20 mấy ký à. À, bự thì ít bó. Ừ, bự thì ít bó. Xuống này xuống. Còn mấy thì mấy này nó cao 20 ký. Này bó này có anh ba Bảo phải không? Tên Bình phải không Bình? Dạ. Em tên gì? Bảo. Bảo hả? Bảo là 25. Bao nhiêu ký, nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi. Nhiêu? 20, để im bảo. 26. Nặng lắm á. Này giống như cái chợ ha. Chợ Lục Bình. Người ta chợ cá, còn này chợ Lục Bình không? Lấy em vô. Đây nè. Người ta kiếm cho mày đó. Đây này là chợ cực khổ này chứ. Hai con cực khổ hết. Mà sao em lấy cất cực quá anh? 25. Tôi còn còn cực nữa. Thôi mười nắng mới có khô đó. Vậy hả? Ờ, đâu phải mà một hai nắng khô đâu. Rồi anh chị là phơi khô cân cho ta hay là anh chị là gia công luôn? Mình một lần cũng gia công nữa mà giờ phơi rồi giao cho 25. Ta. À. Rồi bó ba rồi lại cái rồi giao. Chứ không có thời gian làm gì chứ. Giờ gì thở như vậy. Mà ra bơi vô không được mình cứ nhắc mệt. Cái thằng có đẻ này vậy đâu. Thở hết nổi hả chị Trên? Đó, nổi hả? Làm mai cho bà ăn nữa cho bơi chặt biết bà ăn. Thì bởi vậy đó, chị Trên không chịu mà. Cái đòi gì nữa mà bảy? Chị Trên mình thấy gương mặt của chị Trên giờ này mệt, giống như thấm mệt lắm rồi. Nay hai anh em cắt được nhiêu? Dạ. Từ đó 2 xuồng mà chưa ăn nữa. À. Những đứa trẻ mà ở Campuchia về Việt Nam thì sống với lại cái nghề lục bình như thế này khá là vất vả luôn á. Một cái chiếc xuồng mà mình thấy là nó không còn được lành lặn luôn.
tám. Ui 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 ui. Hai mươi bốn. Ôi. Nặng không con? Dạ. Nặng không? Rồi lát nữa ai ginh cho chị trên? 25. Trên thì mình chỉ trên làm để tự xử đi chứ ai ginh tiếp. Tội à, không có chồng thì làm mình. Đây là bé Phượng, bé Phượng nè. Đi sao thầy con? Kéo cô Trang xuống cho cô bác quýnh chị xem ơi. Luôn dạ. Con đang làm cái gì hả? Con viết lục bình cho ba với mẹ với hai em với cô Bảy con. Vậy hả? Ờ sao con biết viết không? Dạ biết. Ở lớp 5 mà sao không biết được? Đâu? Mở ra rồi. Bên đây là của em con. Cái này con cộng lên đây luôn hả? Dạ. Rồi cộng này đây. Dạ. À được nhiêu ký rồi? 132 rồi. 132 rồi. Này là của ai? Của thằng đó, thằng Bạo. À, của Bạo ha. Còn của mẹ con đâu? Của mẹ con bên đây. Bên đây nè. Viết chữ đẹp quá ta. Cái này là cuốn sổ cũ con tận dụng rồi hay gì? Dạ. Dạ dạ. Kỳ nó cắn. Có là mảnh đi nữa. Bây giờ tới đây để cái bánh lá xuồng nhiều. Rồi bảy rồi chứ cái xuồng bự. Có đồ mới chưa? Mẹ nó mua rồi hả? Dạ. Dạ trên đường đi. Thôi. Những đứa trẻ nó phải lao động từ cái lúc tuổi đó đi học rồi. Ngày xưa em mặn giỏi lắm hả chị? Ngày xưa em nhỏ nhỏ gì em cũng nghỉ hè em cũng lao động nè. Có thằng nhỏ đó, mấy thằng đó nó nhỏ nhỏ vậy mà nó mặn. À. Lao động càng sớm thì sẽ có kỹ năng sống. Ngày xưa em hái rau nhỏ nhỏ, hái rau vườn á, em đi bán ngoài chợ. 500 đồng một nhúm gì á. Đây là cái phần cân của chị trên. 26 luôn. 1 ký là có 400 đồng mà. Cực quá ha anh. Đằng này phơi khô luôn còn 12 ngàn ký. Phơi khô luôn 13. Nó hao ký dữ thôi không chị? 17 ký mới đựng ký. 15 ký còn 1 ký hả? 17 ký mới còn đựng ký khô. 15 ký còn 27. Bị cái này nó tư nè, nó nhót lắm. 27. Bé Phượng nó đang cộng lại. Quái này cộng xuống đâu thấy cộng không lại. 24. Nó mình tỉ nó lục bình nó từ á nó đã chặt cái chỗ thấy nó rồi vậy đó mà còn hỏi tao chặt chỗ nào nữa không. 130 mấy? 131. Đâu, chú coi cậu phải không? Kìa coi đó đi, cậu con coi đi. 28. Nào mà đi. Bắt được nhiêu rồi? Hai mươi bảy. Đúng rồi. Cái tay nhắm dây cái giò đúng chưa con? Rồi bắt nó muốn vượt rồi. Xong rồi. Hôm nay là chủ nhật của Phường nghỉ phải không? Dạ. Con có đi học thêm không? Không. Sao vậy? Trường chưa có
học thêm. Ở bình thường có đi học thêm không? Dạ không, ở nhà học lại bài. Tự học mà thôi. Dạ. Học thêm mất tốn tiền nữa hả? Dạ. Ở đây em thấy có rau muống gì kìa. Bảy cạnh như bó mình dưới ta. Ừ. Vậy hả? Ơi, bà Bảy biết bữa nay có em lên quay phim. Đúng rồi. Là gì tới mà. Mà em bơi ra đó cực ghê á chị. Mỗi một bó như thế là nó còn lại 1 ký, 2 ký khô thôi. Mệt chứ không chị? Mệt. Dạ, yeah, muốn tụt máu luôn hay gì? Không có sao đâu. Không sao đâu. Dạ. Dạ. Hôm nay ăn cơm với lại khô. Ăn cơm mẹ má mua tép mới cháy bữa theo. Quên, em quên, sorry. Dạ. Yeah. Mua tép cháy theo. Không có gì chấm được hả? Không. 369 cái chưa. Trời, ăn cơm với khô sao có sức khỏe làm? Có gì ăn. Ở với lại tép chứ. Dạ. Yeah. Ăn với tép. Có khi nào mà ăn cơm với muối đi làm luôn không vậy? Không đâu. Nhiêu? Có chi trên hả? 369 nhân cho 400 đồng đi. Mà hai thằng kia gì chứ? Của bà mà. 3 nhân 4 là 120 mấy ngàn hả? Sáu tiền luôn hả chị? Dạ. Chị ba được nhiêu ký chị ba? Được 300 mấy. Ủa mình chi trên là cắt gấp tôi. Chị bác ăn đây nè đó, cái biên khẩu đó. À nhưng mà chị trên là mình chị trên là cắt bằng chị với lại anh ba luôn. Dạ. Yeah. Trời ơi. Một mình ta là tranh thủ ta cắt, còn bà này có với ổng thì bà lo bà nói chuyện hoài. À hai vợ chồng. Hai vợ chồng tâm sự. Ừ. Chồng trắng mới ra còn bà Bảy mới đi sớm mà. 147 ngàn. Ai? 147 ngàn là của ai? Của chị Trinh. Chị Trinh 147 ngàn. Cái này đừng 147 ngàn nở nụ cười không? À, cho tiền luôn, trả tiền cho anh thấy cho chị Trinh vui vui với đây. Con nay về tới giờ này á. Cái này vừa bình con đỡ nè. 147 ngàn, không có 7 ngàn lẻ này trời. Bán chút trả tiền công cho con nè. Đưa về đi. Rồi còn mấy ngàn để mơ mốt mình căng lại lấy nợ nữa. Dạ. Yeah. Còn 3 ngàn. 3 ngàn là cũng mấy ký hả? Mấy ký nữa. 400 đồng ký hả? Dạ. Ừ. Gần cái 10 ký nữa hả? Thì gần 10 ký nữa. Gần 10 ký nữa. Bảy mai bảy mướn con không? 10 ký, 3 ngàn là 10 ký lục bình nữa. Dạ. Là gần nữa ấy đó. Nửa bó này nè. Trời ơi, thấy 3 ngàn nhiều ghê trời. Chưa bao giờ thấy giá trị 3 ngàn nó lại nhiều như vậy á. Nay là nhiều nhất chưa chị Trinh? Nhiều nhất được nhiêu rồi nè. À không có 3 ngàn thối ta luôn. Không có 3 ngàn thối người ta luôn. Tháng qua thì ví dụ bên tôi không có tiền lẻ thì tôi thiếu là chị. À bữa nào ấy thì bắt đầu thì không có tiền lẻ bán thì thiếu rồi vậy đó. À cũng hẳn cái xuống đây đi con. 3 ngàn là 10 ký á. Các em có 3 ngàn không em gửi chị đặng cho khỏi thiếu ký. Trời đất ơi, thì nữa người ta căng ta bù qua bù lại tính là cho nhiều đi cho chứ bằng. Đang cho chẳng 150. Dạ. Mai tính ghê ha. Tính ghê ha. Rồi ai biết cho nhiều lấy nhiều vậy ơi. Dạ. À, chị thôi đi, chị thôi đi. À chị nói chị kia khỏi thiếu ký mày. Bảo ơi, dám nó xuồng mày nhiêu Bảo. Thôi 2 ngàn. Ghê không, 2 ngàn mà bên đây cho 3 ngàn, tôi 2 ngàn cũng biết tôi thối đó thấy chưa. À. 20 ký mà. Ừ. Rồi thôi bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc đoạn video clip này tại đây. Và ngày mai thì mình sẽ quay trở lại nhà của chị ba với lại chị Trinh với lại anh Năng, cũng như là thăm lại bà cụ. Dạ. Rồi bây giờ mấy chị em mình về chứ. Dạ. À? Chờ mấy đứa nhỏ này căng được bình hết cái nó còn mình á. Dạ, chị ba là được 300 mấy luôn hả? Dạ. Cũng được 150 ngàn chứ gì. Dạ. Một nè, một vườn lục bình như thế này nè, thấy không cô bác của anh chị. Thôi chào, hẹn gặp lại cô bác của anh chị ở clip sau ha.